Hạnh Các Thánh, ngày 3 tháng 7 năm 2023. Thánh Tôma Tông Đồ, thật tội nghiệp cho Thánh Tôma. Chỉ có một câu nói của Ngài mà bị gán cho cái tên Tôma Hồ Nghi trong suốt 20 thế kỷ. Nhưng nếu Ngài nghi ngờ thì Ngài cũng đã tin. Lời Ngài tuyên xưng đã trở thành một phát biểu đức tin trong Tân Ước, lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Gioan chương 20 câu 24 đến 28. Và lời ấy đã trở thành lời cầu nguyện được đọc cho đến tận thế. Cũng nhờ Ngài mà Kitô hữu chúng ta có được lời nhận định của Đức Giêsu, anh tin là vì anh đã thấy Thầy. Phúc cho những người không thấy mà tin, Gioan chương 20 câu 29, Thánh Tôma cũng nổi tiếng vì sự can đảm của Ngài. Có thể điều Ngài nói là do bốc đồng vì Ngài cũng bỏ chạy như các tông đồ khác khi Đức Giêsu bị bắt bớ, nhưng chắc chắn Ngài đã không giả dối khi nói lên ý muốn cùng chết với Đức Giêsu. Đó là khi Đức Giêsu đề nghị đến Betania sau khi Lazarô từ trần. Vì Betania rất gần với Jerusalem, điều đó có nghĩa phải đi bộ ngang qua phần đất của kẻ thù và rất có thể sẽ bị giết chết. Nhận biết sự kiện này, Thánh Tôma nói với các tông đồ khác, chúng ta hãy cùng đi để chết với Thầy, Gioan chương 11 câu 16b. Thánh Tôma còn được nhắc đến khi Đức Giêsu hiện ra sau phục sinh. Tại hồ Tiberia khi bắt được nhiều cá một cách lạ lùng. Truyền thống nói rằng, sau biến cố hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần, các tông đồ đi rao giảng khắp nơi. Và Thánh Tôma đã loan truyền tin mừng cho người Pathai, Med và Ba Tư, sau cùng Ngài đến Ấn Độ, đem đức tin cho dân chúng ở vùng ven biển Malaba. Mà giáo đoàn đông đảo ấy tự nhận họ là Kitô hữu của Thánh Tôma. Ngài đã chấm dứt cuộc đời qua sự đổ máu cho Thầy mình, đã bị đâm bằng giáo cho đến chết ở nơi gọi là Colamin. Lời bàn, Thánh Tôma chia sẻ số phận của Thánh Phêrô, Thánh Jacobê và Gioan, những người con của sấm sét, Thánh Philippe và lời thỉnh cầu dại dột của Ngài khi muốn được nhìn thấy Chúa Cha. Thật vậy, mọi tông đồ đều có những khiếm khuyết và thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ chú ý đến các khuyết điểm này, vì Đức Kitô đã không chọn những người vô dụng. Sự yếu đuối của các ngài vì bản tính loài người cho thấy sự thánh thiện là quà tặng của Thiên Chúa, chứ không phải công sức của con người. Món quà ấy được ban cho những con người bình thường đầy khiếm khuyết. Chính Thiên Chúa là người từ từ biến đổi những khuyết điểm ấy trở thành hình ảnh của Đức Kitô, can đảm, trung tín và nhân hậu. Lời trích được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, giáo hội phải bước đi cùng một con đường mà Đức Kitô đã đi, con đường khó nghèo và vâng lời, phục vụ và hy sinh cho đến chết, và vì thế các tông đồ đã bước đi trong hy vọng. Vì nhiệm thể của Đức Kitô là giáo hội, các ngài đã cung ứng những gì còn thiếu sót trong sự đau khổ của Đức Kitô qua những thử thách và đau khổ của các